Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi hỡi Cô-rô-sai-i, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-i-đa, vì nếu tại Ti-rô và Si-đôn đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Ti-rô và Si-đôn sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con tức là nghe thầy, và ai khinh dễ các con là khinh dễ thầy, mà ai khinh dễ thầy là khinh dễ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nêu ra những địa danh, và trong cái sự nêu ra những địa danh ấy là sự đối lập lẫn nhau. Chúa Giêsu bảo: Khốn cho ngươi hỡi Cô-rô-sai-i, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-i-đa. Rồi Chúa lại còn kể thêm cả Ca-phác-na-um: Khốn cho ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um. Chúa so sánh khi đưa ra những điều khốn cho Cô-rô-sai-i, cho Bét-sai-i-đa, cho Ca-phác-na-um. Đối ngược lại thì Chúa lại khen: Nếu phép lạ mà ta đã thực hiện nơi các ngươi, nếu ta đã đem nó mà thực hiện nơi Ti-rô, nơi Si-đôn, thì tất cả những vùng này, Ti-rô và Si-đôn, sẽ ăn năn hối cải. Vậy đối lập là làm sao? Ti-rô và Si-đôn là như thế nào? Cô-rô-sai-i, Bét-sai-i-đa hay Ca-phác-na-um là làm sao? Thưa anh chị em, những làng, những thành phố như Ca-phác-na-um, như Cô-rô-sai-i hay Bét-sai-i-đa là những làng có đạo truyền thống, là những thành phố có đạo thờ phượng Chúa truyền thống. Trong khi đó, Ti-rô và Si-đôn là những miền của những người ngoại giáo. Và Chúa so sánh đối lập giữa họ, có nghĩa là nếu những bài giảng, nếu sự rao giảng của Chúa, nếu sự hiện diện của Chúa, nếu những phép lạ mà Chúa chữa cho không biết bao nhiêu người tàn tật, què quặt, đuôi mù, cả những người điếc cũng được nghe, cả những người chết cũng được sống lại, mà Chúa đã từng thực hiện trong những thành phố, trong những làng như Cô-rô-sai-i, như Bét-sai-i-đa, như Ca-phác-na-um, mà bây giờ Chúa đem nó đem cho dân ngoại ở Ti-rô và Si-đôn, thì dân ở Ti-rô và Si-đôn đã ăn năn tội rồi, đã nhận lãnh ơn Chúa rồi, đã nhận ra chính Chúa là đấng thiên sai của Thiên Chúa thực hiện giữa họ những ơn cứu độ mà họ cần phải được, họ cần phải lãnh nhận rồi. Vậy mà những kẻ tưởng chừng, những thành phố tưởng chừng như có đạo truyền thống thì lại đứng ngoài cuộc, lại bịt tai bịt mắt, lại cứng đầu cứng cổ. Cho nên Chúa trách những vùng như Bét-sai-i-đa, như Cô-rô-sai-i, như Ca-phác-na-um. Trong khi đó, Chúa khen ngợi miền Ti-rô, miền Si-đôn, dân ngoại nó đã không cứng đầu như các ngươi. Ti-rô và Si-đôn là những vùng của dân ngoại, nhưng nó biết ăn năn tội, nó biết quay về với Thiên Chúa, nó biết lãnh nhận đức tin, nó biết lãnh nhận và luôn luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa và của chính Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em, với cái cách so sánh và trách móc mà hôm nay chúng ta vừa lắng nghe Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng, cũng là cách Chúa Giêsu nói với chúng ta đấy. Nếu chúng ta, những người giữ đạo truyền thống, là những người đạo dòng, là những người có thể nói là nắm giữ chân lý đức tin một cách cặn kẽ,
mà chúng ta không biết lợi dụng đó, không biết lợi dụng tất cả những chân lý ấy để ăn năn hối lỗi, để trở về với Chúa, để xin lỗi cho chính mình về mặt đức tin, về lòng yêu mến mà mình cần phải có, thì chắc chắn chúng ta đánh mất chính mình, chúng ta sẽ bị quở trách. Trong khi đó, nếu là dân ngoại mà họ đã được Chúa đến với họ thì chắc chắn họ đã ăn năn tội. Chúa so sánh điều đó để nhìn thấy chính chúng ta, để nhìn thấy thân phận của chúng ta. Anh chị em và tôi cần phải nhìn lại mình, cần phải lượng giá lại đời sống đức tin của mình, để chúng ta trở về với Chúa một cách thấu đáo hơn, ăn năn tội một cách chỉnh chu hơn, giúp cho mình thoát khỏi những lời trách móc mà hôm nay Chúa đưa ra để trách móc cả những thành có tên gọi rõ ràng: Cô-rô-sa-i, Bê-sa-i-đa và Ca-phác-na-um. Anh chị em, chúng ta nghe những điều này để chúng ta biết ăn năn tội. Bởi nếu chúng ta không ăn năn tội, nếu chúng ta sống chai lì, chắc chắn Chúa cũng sẽ nêu tên chúng ta nếu chúng ta cũng cứng đầu như vậy. Xin cho tất cả những gì mà Chúa nói xưa trong Tin Mừng trở thành bài học hôm nay của từng con người, để mình lợi dụng từ đó mà biết ăn năn tội hơn, biết lãnh nhận lòng thương xót của Chúa hơn. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta chính tình yêu thương xót của người, nhưng chúng ta phải mở lòng để đón nhận thì tình yêu đó mới có thể đến được, mới có thể thành hiện thực trong cuộc đời mình. Hôm nay dân thánh lễ kính lòng Chúa thương xót này, anh chị em và tôi cũng không quên, trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang được diễn ra ở Roma dưới sự chủ tọa của chính Đức Thánh Cha, chúng ta một mặt ăn năn tội, một mặt lắng nghe tiếng Chúa để cải đổi đời sống, nhưng mặt khác hiệp thông với cả Hội Thánh, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng, để với những gì mà các Đức Giám mục quy tụ cùng nhau đưa ra những đường hướng cho Hội Thánh được một kết quả tốt và đi dưới sự hướng dẫn của ơn Chúa, của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cả Hội Thánh và cầu nguyện xin ơn Chúa ban cho mình để chúng ta có được một lòng tin sắt son, một tình mến Chúa thật sự. Anh chị em, với tinh thần hiệp thông ấy, giờ đây chúng ta đứng lên để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang được diễn ra nhờ ơn Chúa, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, chúng ta hướng về Đại hội của Hội Thánh và dâng những lời cầu nguyện sau đây.